Xin chào toàn thể quý vị và các bạn, đến với bản tin giá cả thị trường chăn nuôi ngày mùng 4 tháng 9 năm 2023 của kênh Dr. Vet cùng Chăn nuôi Việt Nam phát triển. Trên thế giới, tại Trung Quốc, giá heo tiếp tục kéo dài chuỗi ngày ảm đạm và có hướng giảm nhẹ. Theo dữ liệu thị trường, giá heo hơi trung bình trên toàn quốc là 8,55 nhân dân tệ trên 0,5 kg, tương đương 57.600 đồng trên 1 kg, giảm 0,02 nhân dân tệ trên kg so với hôm qua. Giá heo hơi hôm nay trên cả nước giao động trong biên độ hẹp. Giá heo hơi tại 13 tỉnh thành trên cả nước giảm, 3 tỉnh tăng giá heo, các tỉnh còn lại ổn định. Tỉnh có giá trung bình thấp nhất là Vân Nam, giá heo hơi trung bình là 8,10 nhân dân tệ trên 0,5 kg, tương đương với 54.560 đồng trên 1 kg. Tỉnh cao nhất là Chiết Giang, với giá lợn trung bình 9,01 nhân dân tệ trên 0,5 kg, tương đương với 60.700 đồng trên 1 kg tiêu thụ phục hồi chậm, thị trường lợn thiếu lợi ích thực chất. Về phía cung, tâm lý thị trường hôm nay khác nhau, động lực xuất chuồng của người bán lẻ vẫn còn cao, nhưng một số trường quy mô vào cuối tháng khối lượng xuất chuồng giảm, nguồn cung thu hẹp một chút. Trong tình hình cung cầu, giá hôm nay chủ yếu ổn định. Thị trường hạ nguồn, nhu cầu thiết bị đầu cuối phục hồi chậm, động lực mua sắm của các công ty giết mổ nói chung, tâm lý ép giá vẫn còn. Nhưng khi thời tiết trở nên mát mẻ, nhu cầu có kỳ vọng tốt hơn nhưng sự gia tăng phía nhu cầu không như mong đợi của thị trường, khối lượng giết mổ của các công ty giết mổ dao động hẹp. Nhìn chung, một số lĩnh vực quy mô vào cuối tháng đã giảm nhẹ, nhưng hiện nay, sự nhiệt tình của các nhà phân phối không giảm, nhu cầu hạ nguồn phục hồi chậm, áp lực cùng yếu hơn, các doanh nghiệp giết mổ vẫn thận trọng hơn. Hôm nay phục hồi, tâm lý bán tháo của thị trường hoặc sẽ nóng lên, giá lợn dự kiến sẽ phục hồi nhẹ vào ngày mai. Tại Việt Nam, giá heo hơi hôm nay tiếp tục xu hướng đi ngang trên cả ba miền. Giá heo hơi cao nhất ở mức 58.000 đồng trên 1 kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc ổn định. Theo ghi nhận, giá heo hơi tại khu vực miền Bắc không có thay đổi mới. Trong đó, 58.000 đồng trên 1 kg đang là mức giao dịch cao nhất khu vực hiện nay và đang neo tại Bắc Giang, Thái Nguyên, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Bình, Hà Nội, Tuyên Quang và Vĩnh Phúc. Các địa phương còn lại tiếp tục thu mua với ngưỡng thấp nhất khu vực tại giá 57.000 đồng trên 1 kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung tây nguyên lặng sóng. Cụ thể, Đắk Lắk vẫn đang là địa phương giữ mức giá thấp nhất khu vực, tại ngưỡng 55.000 đồng trên 1 kg, cao hơn một giá đang được ghi nhận tại Bình Định, Ninh Thuận và Khánh Hòa. Các địa phương khác tiếp tục đi ngang và giao dịch quanh ngưỡng 57.000 đồng trên 1 kg, cao nhất khu vực hiện nay. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam đi ngang. Tại miền Nam, giá heo hơi cũng đồng loạt đứng yên theo xu hướng chung của thị trường. Theo đó, 58.000 đồng trên 1 kg là mức giao dịch đang neo tại Sóc Trăng, Cần Thơ, Cà Mau và Bạc Liêu, giá cao nhất đang được thương lái khu vực mua. Trong khi 56.000 đồng trên kg là ngưỡng thu mua thấp nhất khu vực hiện nay và được ghi nhận tại Bình Dương, Long An, Vũng Tàu, Bến Tre và Trà Vinh. Các tỉnh thành khác duy trì ổn định quanh ngưỡng giá 57.000 đồng trên 1 kg. Nhìn chung, giá heo hơi tiếp tục xu hướng giảm nhẹ. Trong đó, giá heo hơi trung bình khu vực miền Bắc và miền Nam ngày 4 tháng 9 năm 2023 ghi nhận cao nhất ở mức 58.000 đồng trên 1 kg, tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, ở mức 57.300 đồng trên 1 kg. Nguồn cung vẫn giữ nguyên trong khi cầu giảm, dẫn đến giá heo hơi giảm. Giá da cầm hôm nay tiếp tục phiên chứng giá, không có nhiều biến động. Giá gà hôm nay thêm một ngày nữa chứng giá, duy trì đã đi ngang ở hầu hết các mặt hàng. Giá gà mía cao nhất vẫn là ở thủ đô Hà Nội 81.000 đồng 1 kg, gà minh dư có giá bán cao nhất là 67.000 đồng trên 1 kg. Ghi nhận tại Đồng Nai, gà Zico giá bán đến 63.000 đồng trên 1 kg tại Nghệ An, giá gà nòi tại Cần Thơ vẫn được giữ nguyên ở mức 72.000 đồng trên 1 kg. Giá gà thịt không có biến động, ông Phạm Văn Thọ, thương lái thu mua gà ta ở Hà Nội cho biết. Từ đầu tháng 8 đến nay giá gà không có biến động nhiều, giá gà ta vẫn giữ ở mức vừa phải, gà đẹp bán tại trại, cao nhất đạt trên 100.000 đồng trên 1 kg. Giá gà mía loại trên 4 tháng tuổi bán từ 80.000 đồng đến 85.000 đồng trên 1 kg giá gà ta lai bán ở khu vực Hà Nội có chạy đạt trên dưới 70.000 đồng trên kg. Tại các vùng phía Nam, giá gà nòi bán tại trại ở Đồng Nai, Bình Phước khoảng trên 70.000 đồng trên 1 kg. Giá gà ta minh dư bán ở mức từ 65.000 đến 70.000 đồng trên 1 kg. Giá gà công nghiệp lông trắng bán tại các vùng miền Bắc loại trên 3 kg, bán khoảng 35.000 đồng trên 1 kg. Gà loại trên 3,5 kg trên con, bán đạt 38.000 đồng trên 1 kg. Nhìn chung, Giá gà thịt lông màu ngắn ngày miền Bắc giao động trong khoảng 58.000 đồng trên 1 kg, miền Trung giao động trong khoảng 55.000 đồng trên 1 kg, miền Đông giao động trong khoảng 38.000 đồng trên 1 kg, miền Tây giao động trong khoảng 39.000 đồng trên 1 kg. Giá gà công nghiệp trắng miền Bắc giao động trong khoảng 36.000 đồng trên kg, miền Trung giao động 30.000 trên 1 kg, miền Đông giao động trong khoảng 28.000 đồng trên 1 kg, miền Tây ở mức 28.000 đồng trên 1 kg giá vịt thịt hôm nay ở mức khá cao, có chạy bán vịt bầu lai đạt trên 50.000 đến 53.000 đồng trên 1 kg, giá vịt bơ nướng có chạy ở Hưng Yên, Hải Dương bán gần 50.000 đồng trên 1 kg. Tại các vùng phía Nam, giá vịt dao động 43.000 đến 47.000 đồng trên 1 kg tùy loại, giá vịt burger rimau loại đẹp trên 3 kg, mỗi con bán tốt được 45.000 đồng trên 1 kg, giá vịt xiêm bán trên 60.000 đồng trên 1 kg, giá vịt trời bán từ 75.000 đến 80.000 đồng trên một con. Giá vịt hôm nay tăng nhẹ 1.000 đồng trên 1 kg tại Phú Thọ và Đồng Nai. Giá vịt Đồng Nai hôm nay có giá bán là 45.000 đồng trên 1 kg. Phú Thọ là 53.000 đồng trên 1 kg. Như vậy biểu đồ giá vịt hôm nay giao động từ 44.000 đến 53.000 đồng trên 1 kg. Giá trứng gà hôm nay vẫn chưa có thay đổi, giao động từ 1.700 đến 2.000 đồng trên 1 kg đối với trứng gà đỏ và từ 1.900 đến 2.100 đồng trên 1 kg đối với trứng gà trắng thị trường trứng gà yên nắng trong thời gian dài. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin giá cả của một số vật nuôi khác trong nước ngày hôm nay. Mọi thông tin giá cả chi tiết trong nước và quốc tế sẽ được chúng tôi cập nhật trong bản tin giá cả mỗi ngày. Hãy cùng đồng hành và đón xem bản tin giá cả của chúng tôi vào ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.